Trấn Thành có động thái hàn gắn với đàn em hậu ồn ào, cạch mặt nghỉ chơi, cách nhắc tên gây chú ý. Sau tin đồn hồi đầu năm nay, Trấn Thành khiến dân tình đồn đoán nối lại tình xưa với đàn em. Sẵn tiện, nam diễn viên cũng khoe luôn phim mới của mình. Trong những tháng đầu của năm 2003, Trấn Thành có vẻ im hơi lặng tiếng trong các dự án cá nhân từ web drama đến màn ảnh rộng, chưa đợi fan phải réo tên. Mới đây, nam diễn viên đã đăng tải dòng trạng thái khá dài, ngụ ý sẽ trở lại màn ảnh với một vai diễn trong bộ phim Đất rừng phương Nam. Hiện tại, dự án này mới chỉ nhá hàng vai trò của một số diễn viên và những hình ảnh chính thức từ Trấn Thành thì chưa hề xuất hiện. Thế nhưng, với việc góp mặt trong cả khâu sản xuất, nam danh hài vẫn tích cực lăng xê phim dù vai diễn của mình chưa lộ diện. Mới đây nhất, Trấn Thành đã đăng tải poster nhân vật Út Lục Lâm của Tuấn Trần và nhắc khán giả hãy khám phá diễn xuất của đàn em trong dự án mới lần này, nhân tiện khoe luôn hai vai trò của mình trong phim. Nếu ai theo dõi lâu sẽ biết, Tuấn Trần từng đồng hành cùng Trấn Thành trong một thời gian dài, là bạn diễn ăn ý giúp đàn anh làm nên thành công vang dội của cả web drama lẫn phim điện ảnh Bố Già. Ban đầu, Tuấn Trần được gọi với danh xưng người tình Haruan vì anh vừa tham gia diễn xuất, đóng MV, vừa liên tục sánh đôi cùng đàn chị trong các sự kiện lớn nhỏ. Sau này, Tuấn Trần lại được Trấn Thành giao cho vai chính trong web drama và phim điện ảnh Bố Già, hai dự án giúp tên tuổi của Tuấn Trần được biết đến rộng rãi. Sự nghiệp lẫn danh tiếng đều bước sang một trang mới, không chỉ được vợ chồng ngôi sao đình đám trao nhiều cơ hội lớn, Tuấn Trần còn có mối quan hệ thân thiết với Trấn Thành, Haruan ở ngoài đời. Nam diễn viên thường xuyên có mặt trong các cuộc tụ tập bạn bè của Trấn Thành, đến nhà nam MC chơi, xuất hiện trên vlog của Haruan. Từng gắn bó trong công việc và cả cuộc sống như vậy, nhưng đầu năm 2003, nhiều tin đồn rạn nứt nổ ra khi Tuấn Trần không còn xuất hiện trong những cuộc vui của hội bạn Trấn Thành. Tin đồn bắt đầu từ việc Tuấn Trần không gửi lời chúc mừng sinh nhật Trấn Thành trên mạng xã hội, đồng thời cũng vắng mặt trong bữa tiệc sinh nhật của nam MC cùng bạn bè thân thiết. Cùng lúc này, Trấn Thành cũng thông báo tách ra khỏi công ty quản lý cũ, cũng là công ty quản lý hiện tại của Tuấn Trần. Điều này làm nảy sinh nghi vấn rằng vì chuyện công ty nên đã ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai bên. Bẵng đi từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Trấn Thành công khai nhắc đến và đăng tải hình ảnh của đàn em trên trang cá nhân. Dù sau đó Trấn Thành đã vui vẻ khoe chiếc túi hiệu được Tuấn Trần tặng trong video đập hộp quà sinh nhật, nhưng netizen vẫn bày tỏ sự nghi ngờ về mức độ thân thiết thực sự của bộ đôi Bố Già. Mới đây, Trấn Thành tiếp tục có động thái mới nhằm xóa tin đồn rạn nứt tình cảm với đàn em kém tuổi. Trong vlog vợ chồng Shin Ri đi du lịch Đà Lạt cùng hội bạn thân, Trấn Thành đã thoải mái nhắc tới Tuấn Trần, người vắng mặt trong cuộc vui chơi này. Ví dụ trong hội nghệ sĩ đá banh, những người không dám cướp banh là cỡ như thằng Tuấn Trần, vì nó cao quá, nó sấn tới là người ta sợ liền nên không dám tới lấy trái banh. Anh Đức cũng nằm trong cái nhóm không dám cướp banh. Anh Đức ngay lập tức tung hứng theo Trấn Thành để bốc phốt đàn em. Tuấn Trần nói về đá banh thì người ta có thể khiếp sợ, nói về kỹ thuật thì Tuấn Trần không bằng anh Đức đâu, chỉ là về chiều cao, cân nặng thì mình sợ thôi. Thế nhưng, tin đồn Tuấn Trần đắc tội với đàn anh dẫn đến không còn được nâng đỡ và mất hút khỏi những cuộc vui chơi đập phá của nhóm bạn nam MC vẫn dấy lên trong cộng đồng mạng khoảng thời gian đó và luôn trở thành tâm điểm mỗi khi tên của cả hai xuất hiện. Chẳng biết giữa Trấn Thành và Tuấn Trần có xích mích rào cản gì không, nhưng có lẽ trên cương vị một nhà sản xuất phim thì việc Trấn Thành quảng bá vai diễn của đàn em cũng là điều dễ hiểu, bởi sau cùng, điều mà cả hai người mong mỏi lúc này vẫn là bộ phim được nhiều khán giả biết đến và thành công khi nó ra rạp vào tháng 10 sắp tới.